Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, quý vị và các bạn nhé. Phiên bản G là cái phiên bản cao nhất rồi các bạn ạ, phiên bản đầy đủ option rồi, phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Sài Gòn, biển thành phố các bạn nhé. Cho nên là quý bạn là mua về Hà Nội cũng không mất 20 triệu tiền biển đâu. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh có 4 vạn km thôi, màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp các bạn ạ. Còn nguyên bản đương nhiên là bản G này là không chạy dịch vụ rồi các bạn ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất. Nội thất của chiếc xe này được trang bị là màu kem các bạn ạ. Nội thất da cao cấp đầy đủ rồi và là màu kem quý vị và bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và được sản xuất tại Việt Nam, Toyota Việt Nam quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất da cao cấp và nội thất da này là nội thất màu kem rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe bản G này thì không chạy dịch vụ, lăn bánh 4 vạn km thôi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số các thứ đều rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp như thế này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Nguyên bản từ dàn lốp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ nội thất từ đằng trước đến đằng sau, từ mặt ghế da cho đến táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe Toyota Vios G 2019 biển thành phố mà tôi đã rút hồ sơ đầy đủ rồi, gọi là hồ sơ cầm tay. Quý vị và các bạn mua về chỉ việc sang tên và chạy thôi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 429 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2019 này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2019 này quý vị bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đưa kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Đấy, cái nội thất ở khoang sau này, lớp sơ cua còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, và cái đằng sau này thì không có chạy dịch vụ, không có để hành lý, không có để nhiều, cho nên là nó còn mới như này đây các bạn này. Đấy, khác với những phiên bản chạy dịch vụ, thường những phiên bản E số sàn thì là 100% là chạy dịch vụ rồi. Cho nên chiếc này là bản G, bản cao nhất, cho nên là không chạy dịch vụ, cho nên là cái đằng sau rất đẹp các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc này, những keo chỉ còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn ở chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp, và ở cái phiên bản G các bạn ạ. Toàn bộ từ cụm đèn pha, đèn hậu, các thứ đều rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất. Đấy, nội thất thì là nội thất kem còn rất mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Từ đằng trước cho đến đằng sau, từ ghế da cho đến táp bi cánh cửa đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ này, cả những cái phần trần nỉ này cũng đều rất là mới quý bạn ạ. Nội thất ghế da cao cấp rất mới, rất là đẹp như này đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 quý bạn nhé. Đấy, lăn bánh 4 vạn km, màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa còn mới như này đây quý bạn này. Đấy, khác với những phiên bản số sàn thì là chiếc xe này là phiên bản G cao cấp nhất rồi, không chạy dịch vụ. Đấy, không kinh doanh vận tải, cho nên là còn rất đẹp đấy. Toàn bộ từ nội thất, ngoại thất này, từ vô lăng cho đến cần số, tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Không có chạy dịch vụ gì cả đây, cho nên là chiếc xe còn rất mới, rất là đẹp. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe hạng B sedan này thì hãy liên hệ ngay quý bạn nhé, vì chiếc xe rất mới, rất là đẹp. Chúng tôi cũng bán nhanh được chiếc xe này, chỉ trong tuần là chúng tôi bán được thôi ạ. Đây là cái ốc cabo quý bạn này, ốc cabo còn nguyên bản, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin hết luôn quý bạn này.
toàn bộ từ những cái phần tem, những cái phần nắp cabo này là còn zin hết luôn các bạn nhé. Zin từ keo chỉ này đến những cái tem cabo chưa có bị sơn lại đâu các bạn này. Ốc cabo còn nguyên bản. Và chiếc xe này mới lăn bánh có 4 vạn cho nên là còn rất mới, rất là đẹp. Cho nên là cái động cơ này chúng tôi để nguyên không dọn các bạn nhé. Còn nguyên chưa dọn dẹp đâu các bạn này. Cái động cơ cũng còn nguyên chưa dọn dẹp gì cả này. Đấy, chúng tôi giữ cho nó nguyên bản đây vì chiếc xe này quá là mới, động cơ rất là mới các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Vios này thì hãy liên hệ ngay quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp như thế này đấy ạ. Toàn bộ còn zin còn nguyên bản tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này, từ ốc chân cabo cho đến ốc cabo, ốc mặt máy, ốc giảm xóc các thứ là còn nguyên. Nói chung là ở trong cái khoang động cơ này là ốc còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, đèn pha bi xe đông rồi, đèn led ban ngày đầy đủ cả các bạn ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.